Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chính phủ đau đầu về vấn đề quản lý thị trường vàng. Giải trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 13 tháng 5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho hay vàng là hàng hóa đặc biệt, liên thông với thị trường ngoại tệ, liên quan rất lớn tới điều hành kinh tế vĩ mô. Nếu không kiểm soát bằng các giải pháp đồng bộ sẽ rất khó. Theo ông Khái, trước năm 2012, vàng còn nhảy múa hơn và thời điểm đó, có 8 doanh nghiệp nhập vàng miếng nhưng giữa cung và cầu, niêm yết giá rất phức tạp. Sau khi Nghị định 24 ra đời có hiệu lực, 8 doanh nghiệp đó không được nhập nữa. Khi đó, nhà nước độc quyền và ngân hàng nhà nước chịu trách nhiệm nhập vàng nguyên liệu, nhập khi có nhu cầu cần thiết. Ông Khái cũng chỉ rõ nói SJC thôi nhưng độc quyền là độc quyền nhà nước. Còn các doanh nghiệp, ngân hàng hiện nay chỉ kinh doanh nhưng phải đảm bảo điều kiện rất chặt chẽ. Tuy nhiên vừa rồi, theo Phó Thủ tướng, tình hình giá vàng có nhiều biến động, thậm chí biến động lớn, giá tăng cao hơn so với giá thế giới theo quỹ đổi. Chênh lệch giá mua giá bán vàng miếng cao nhất, thời điểm cao nhất lên tới 18 đến 19 triệu, thậm chí 20 triệu đồng. Như vậy đòi hỏi phải quản lý và chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã họp rất nhiều lần, có nhiều công điện. Gần đây tôi họp với Ngân hàng Nhà nước có thông báo đầy đủ các giải pháp. Với giải pháp như vậy, mấy ngày gần đây có xoay chuyển nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi vì rất phức tạp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Ông cho biết ngày mai, 14 tháng 5, ông sẽ có thêm cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước về vấn đề quản lý thị trường vàng để làm rõ nguyên nhân và giải pháp. Đồng thời, với hành vi không phù hợp phải xử lý nghiêm. Sau khi đánh giá tình hình thì giao cho thanh tra chuyên ngành phải thanh tra các đầu mối lớn, kể cả các biên giới, cửa khẩu vào, nếu vi phạm chuyển bộ công an xử lý ngay. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức đau đầu vấn đề này. Nhưng tôi nghĩ thời gian tới các bộ, ngành tích cực, đồng lòng vào cuộc chắc không khó khăn gì chúng ta không xử lý được, Phó Thủ tướng nhấn mạnh thêm. Cũng theo ông Khái, nếu không kiểm soát bằng các giải pháp đồng bộ sẽ rất khó. Ví dụ hiện nay về buôn bán, đầu vào, đầu ra phải phát hành hóa đơn nghiêm và phát hành từng lần chứ không phải một cục, ghi lại xong cuối ngày mới phát. Việc này do Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước trong quý 2 năm 2024 phải hoàn thành, ông Khái thông tin. Về vấn đề nhập lậu vàng, Phó Thủ tướng cho hay khi giữ được cùng sẽ không thể nào nhập lậu vàng miếng được. Còn với vàng trang sức, mỹ nghệ giao cho các doanh nghiệp đủ điều kiện. Cũng theo Phó Thủ tướng, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm thị trường vàng là đúng. Người dân cũng rất quan tâm nhưng phải đánh giá kỹ, bình tĩnh, tìm được giải pháp. Có nghĩa tìm đúng bệnh mới bốc thuốc tốt được. Liên quan vấn đề tăng cung, theo Phó Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức đấu thầu nhưng hình thức cung phải phù hợp. Ông nói vừa qua tổ chức tăng cung nhưng cũng chưa tới, bởi lượng giao dịch lớn nhưng số lượng doanh nghiệp tham gia đấu thầu chỉ có một hoặc hai. Như vậy nhu cầu có thật hay không? Ngân hàng Nhà nước phải có đánh giá, ông Khái yêu cầu. Chính phủ hết sức đau đầu về thị trường vàng thể hiện rõ tinh thần quyết tâm, có trách nhiệm của những lãnh đạo để góp phần thị trường vàng ổn định, từ đó cả nền kinh tế sẽ ổn định. Trả lời cho vấn đề thị trường vàng biến động lớn trong thời gian qua, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết trước năm 2022, do bất cập của thị trường vàng nên chính phủ ban hành Nghị định 24. Sau giải pháp này, thị trường diễn biến ổn định. Những năm gần đây do ảnh hưởng Covid-19, lạm phát tăng cao nên giá vàng quốc tế tăng mạnh khiến trong nước tăng theo. Từ năm 2022 trở lại đây thị trường trong nước bộc lộ hạn chế, chênh lệch vàng miếng SJC giữa thị trường trong nước và quốc tế thường xuyên giữ ở mức cao. Nguyên nhân, theo ông Hà, do giá vàng thế giới tăng cao và giá vàng trong nước phụ thuộc vào giá vàng thế giới. Đến hôm nay, giá vàng thế giới tăng khoảng 14% so với đầu năm. Cùng với đó, nguồn cung trong nước hạn chế cũng khiến giá ở mức chênh lệch cao so với thế giới. Về giải pháp trước mắt, theo ông Hà, do thị trường thiếu nguồn cung nên tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu tiếp theo, tăng nguồn cung ra, ổn định giá cả, thu hẹp khoảng cách giữa vàng SJC và giá vàng quốc tế. Ngân hàng Nhà nước cũng tăng các biện pháp hỗ trợ quản lý thị trường, tăng quản lý nhà nước với thị trường vàng theo quy định tại Nghị định 24. Cùng đó, tiếp tục thanh tra doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh, mua bán vàng miếng, chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn thanh toán, kiểm soát giao dịch mua bán. Cũng theo ông Hà, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các bộ Công an, Công Thương, phối hợp cùng nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, thao túng, đẩy giá lên. Ông Hà thông tin giá vàng trong nước đã chuyển biến khi mở cửa phiên giao dịch hôm 13 tháng 5, giảm 3 triệu đồng so với tuần trước. Dự kiến ngày mai cơ quan này tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng.
tuần này sẽ có 2 phiên đấu thầu, tăng 1 phiên so với trước, để thêm nguồn cung ra thị trường. Về lâu dài, Ngân hàng Nhà nước sẽ đề xuất thêm giải pháp quản lý thị trường vàng, trong đó sẽ sửa Nghị định 24. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, quản lý thị trường vàng còn nhiều bất cập. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhìn nhận việc quản lý thị trường vàng còn nhiều bất cập, giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch lớn, tình trạng buôn lậu vàng diễn biến phức tạp. Sáng 13 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ tình hình kinh tế, xã hội nước ta năm 2023 đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ bản đạt được kết quả tích cực, có 10 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, giải ngân vốn đầu tư công và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được đẩy mạnh là những thành tựu nổi bật, tạo tiền đề cho quá trình phục hồi tăng trưởng và phát triển kinh tế. So với báo cáo tại kỳ họp thứ 6, một số chỉ tiêu đạt kết quả tích cực hơn. Bên cạnh kết quả đạt được, theo ông Thanh, tình hình kinh tế xã hội năm 2023 cũng còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Trong đó, tăng trưởng kinh tế theo giai đoạn có xu hướng giảm dần, cải thiện tình hình tăng trưởng kinh tế chậm. Tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm đầu nhiệm kỳ chỉ đạt hơn 5,2%, đặt ra nhiều thách thức cho việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả giai đoạn 2021-2025. 6,5-7%, năng suất lao động chỉ tăng 3,65%, là năm thứ 3 liên tiếp không đạt mục tiêu đề ra. Cùng với đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm tốc mạnh và đánh mất vai trò động lực chính của tăng trưởng, trong khi khu vực dịch vụ chưa chứng tỏ được vai trò đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng. Vốn đầu tư tư nhân tiếp tục tăng trưởng thấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Công tác điều hành tăng trưởng tín dụng còn bất cập, nợ xấu có xu hướng gia tăng, thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán còn nhiều vấn đề. Từ đó, khiến nhu cầu vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế phần lớn qua kênh tín dụng ngân hàng, làm gia tăng áp lực và tiềm ẩn rủi ro đối với hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng pháp luật, tư pháp còn một số vấn đề cần quan tâm như chất lượng, cùng lao động còn bất cập, tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên chưa được giải quyết dứt điểm. Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn chưa nghiêm. Khi nói về thị trường tài chính, tiền tệ còn tiềm ẩn rủi ro, thách thức, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng đã buộc các tổ chức tín dụng phải có giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động cho vay để giảm bớt rủi ro. Trong đó, tỷ giá tăng cao ngoài dự báo kể từ đầu năm, thậm chí có ngân hàng bán ra đã vượt 25.000 đồng một đô la Mỹ, dự báo tiếp tục chịu áp lực tăng trong thời gian tới, chênh lệch lãi suất đồng Việt Nam và đô la Mỹ vẫn duy trì ở mức âm. Quản lý thị trường vàng còn nhiều bất cập, giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch lớn, tình trạng buôn lậu vàng diễn biến phức tạp. Trước đó, trong báo cáo của chính phủ đánh giá việc quản lý thị trường vàng còn bất cập, chính phủ cũng nêu rõ việc hoàn thiện các quy định và tăng cường quản lý thị trường vàng. Về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, ông Thanh nêu rõ những kết quả đã đạt được trong quý 1. Song, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 năm 2024 dù cải thiện nhưng chưa có sự đột phá, chưa quay lại quỹ đạo cần thiết, chưa đủ để tạo ra những bước đột phá cho phát triển bền vững và chưa thể giúp nước ta thoát khỏi nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, 86.400 doanh nghiệp cao hơn số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, 81.300 doanh nghiệp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.